10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Một ngày không xa, Giê-xu sẽ trở lại. Hội tụ thiên dân từ khắp bốn phương trời. Xin trời vang lên, kèn vua thanh liên hồi. Hồi ngộ tại không trung, ngài dẫn con về nhà. Tại nơi đó, vang vinh ca ngợi, tiếng chiên con bay ra trước ngôi nhà, dành cho ai tận trung đến cuối cùng, trung đến cuối cùng, dắt trắng áo mình trong huyết Giê-xu. Chúng ta Chúa đang ngồi trên ngôi cao, là Cha Thánh còn mang yêu thương, cùng chiên con ngàn năm tôn quý, người hèn oai nghiêm quyền năng. And I have another journey today, about an hour. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ có một hành trình một tiếng đồng hồ nữa với nhau. And let's review what we discussed last two items as a cosmic mystery. Yeah, buổi sáng hôm nay chúng ta hãy cùng ôn lại về hai sự mầu nhiệm mà chúng ta đã học trong tuần trước. Of course, there's a numerous mystery of God, Almighty God. He's a creator, so he has many, many mysteries which we cannot understand or cannot figure out. Yeah, dĩ nhiên Chúa của chúng ta là đấng sáng tạo và Ngài có rất là nhiều những điều mầu nhiệm huyền bí và chúng ta không thể có hiểu được. But we try to understand and his mystery in just only Romans chapter 11, verse 2 to 29. Và chúng ta chỉ cố gắng để hiểu một số sự mầu nhiệm đã được chép lại ở trong Roma đoạn 11 từ câu số 2 cho đến câu số 29. In this verse especially, Paul asks us to understand about the mystery of God on Israel and Gentiles. Và trong những sự mầu nhiệm này, thì sứ đồ Phaolô muốn chúng ta hiểu về những sự mầu nhiệm liên quan đến dân Israel cũng như là dân ngoại. So please don't understand, you know, misunderstand God's mysteries only limited these four mysteries. Bởi vậy chúng ta đừng có hiểu nhầm là sự mầu nhiệm của Chúa chỉ là gói gọn trong bốn sự mầu nhiệm này mà thôi, không phải như vậy. Okay, anyway, in this particular verses, mystery number one was God will save Israel because of his covenant between God and Abraham. Và cái sự mầu nhiệm đầu tiên mà chúng ta đã học đó là Đức Chúa Trời Ngài sẽ cứu dân Israel bởi vì Ngài đã có giao ước với Abraham. Even they did not receive Jesus as the Messiah when he comes first. Ngay cả mặc dù là họ đã không tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu là đấng Mê-si khi Ngài đến lần đầu tiên. Not because of that sin, God did not punish them over 2,600 years, as the diaspora scattered all over the world without their own home. Và không phải bởi vì tội lỗi đó mà họ bị phân tán rải rác ra trong trên khắp thế giới trong vòng 2,600 năm mà không có nhà. But that kind of 2,600 years diaspora in other countries was not permanent, but it's a temporal. Và cái thời kỳ, cái giai đoạn 2,600 năm phân tán rải rác ở trên khắp thế giới đó không phải là vĩnh viễn mà là chỉ tạm thời mà thôi. So that was a cosmic mystery on Jews in chapter 11. Verse
to 29 in Romans. Và đó là sự mầu nhiệm đầu tiên mà chúng ta học về dân liên quan đến dân Israel được chép ở trong Roma đoạn 11 từ câu số 2 cho đến câu số 29. And also mystery number two was deliverer from Zion will come to save Israel. Và sự mầu nhiệm thứ hai đó là đấng giải cứu đến từ Sion sẽ cứu dân Israel. Is chapter 11 verse 26. Đó là câu Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 11 câu số 26. Well, that quoted verse was from Isaiah 59:20-21 verses. Would you please, Ruto, read Isaiah 59:20-21? Yeah. Và câu Kinh Thánh đã được trưng dẫn lại ở trong Roma đoạn 11 câu 26 là được lấy từ Esai đoạn 59 câu số 20 và câu số 21. Just give me a second. Esai đoạn 59 câu số 20 và câu số 21 chép như thế này: Đấng cứu chuộc sẽ đến Sion, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp, là kẻ bỏ tội lỗi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán về phần ta, này là giao ước ta đã lập với họ. Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng ngươi sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi từ bây giờ cho đến đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. And also John chapter 4 verse 32 say about a little bit different. Would you please read 4:32 in John? Yeah. Có một câu Kinh Thánh khác ở trong dân đoạn John chapter 2. Is it? Oh, no, 4:32. Sorry. Đó là văn đoạn 4 câu số 32 chép hơi khác một chút xíu. Đó là câu Kinh Thánh chép như thế này. John 4:32 is it? Yes. I'm sorry. John 4 chapter 2. No, John chapter 4 verse 32. Yes, but it's quite different. Yeah, it is about the food. 22, I'm sorry, 22, not 32. Dạ, xin lỗi, đó là trong văn đoạn 4 câu số 22. Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết vì sự cứu rỗi bởi người Giuđa mà đến. Yes. Okay, and another verse very important to understand, they have a deliverer from Zion. Hebrews chapter 8, verse 8 to 12. Một câu Kinh Thánh khác nữa là ở trong Hebrew đoạn 8 từ câu số 8 cho đến câu số 12. Và trong những lời này thật có ý trách là lời Đức Chúa Trời phán cùng dân Giuđa rằng: Chúa phán, kìa, nhật kỳ đến, khi đó ta sẽ cùng nhà Israel và nhà Giuđa lập một ước mới, không phải như ước ta đã lập với tổ tiên chúng nó trong ngày ta cầm tay họ dẫn ra khỏi xứ Ai Cập, vì họ không bền giữ lời ước ta nên ta không đoái xem họ. Ấy là lời Chúa phán. Chúa lại phán: Này là lời ước mà ta sẽ lập với nhà Israel, sau những ngày đó ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, họ sẽ làm dân ta. Trong vòng họ sẽ chẳng có ai dạy bảo công dân mình và anh em mình rằng: Hãy nhìn biết Chúa, vì hết thảy trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn đều sẽ biết ta, nhân ta sẽ tha sự gian ác của họ và không nhớ đến tội lỗi họ nữa. All right, thank you. And then please repeat especially chapter 8 verse 10. Và chúng ta sẽ cùng xem lại câu số 10 của Hebrew đoạn 8. Chúa lại phán: Này là lời ước mà ta sẽ lập với nhà Israel, sau những ngày đó ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, họ sẽ làm dân ta. Yes. Okay, that is the key verse for the mystery number two. All right. Đây là những câu Kinh Thánh chìa khóa cho điều mầu nhiệm thứ hai đó. Now today we're going to look over two other mysteries.
A third mystery is restoration, salvation of Israel. The salvation is, I'd better use restoration, not a salvation, because already they are saved, and then they have some temporal punishment, so it will be recovered, restored. So restoration of Israel. Điều mầu nhiệm thứ ba là nói về sự cứu chuộc, sự cứu rỗi, hay là tôi thích dùng cái từ là sự khôi phục của dân Israel, bởi vì họ đã được cứu rồi và cái sự hình phạt dành cho họ chỉ là tạm thời mà thôi và họ sẽ được phục hồi trở lại. Okay, thank you. So mystery number three is confirmed verse 27. Of course, chapter 11:27. Yeah. Và điều mầu nhiệm thứ ba này là được tìm thấy ở trong Roma đoạn 11 câu số 27. Okay, he said this, this is my covenant with them. What is the, their covenant is restored them when I take away their sins. Và câu 27 chép là ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ, đó là khi ta xóa tội lỗi họ rồi. So restoration of Israel, not like Gentiles' salvation. Sự khôi phục của Israel thì không giống như sự cứu rỗi dành cho dân ngoại. Well, as the Gentiles, you and me were saved by grace, the gospel. Chúng ta là dân ngoại, chúng ta được cứu bởi ân điển của phúc âm của Chúa. Gospel, Jesus Christ, who was crucified on the cross and died for us and resurrected and ascended to heaven. That's the gospel for us. If we believe it, we are saved as the Gentiles. Phúc âm dành cho chúng ta đó là Đức Chúa Giêsu, Ngài đã đến, Ngài đã chịu chết trên thập tự giá và Ngài đã sống lại, Ngài đã thăng thiên về trời. Và nếu như chúng ta tin và nhận phúc âm của Chúa Giêsu Christ thì chúng ta được cứu. So the restoration of Israel is by the covenant, covenant made between Abraham and God in the Genesis. Sự khôi phục của dân Israel sẽ dựa trên nền tảng đó là giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với Abraham. And also there's something like Hebrew 8:7, I think. She read a little bit already, saying is, for if there had been nothing wrong with the first covenant, no place would have been sought for another. Và trong Hebrew đoạn 8 câu số 7 thì chúng ta cũng thấy có chép như thế này, vì nếu ước thứ nhất không thiếu gì thì chẳng có chỗ nào lập ước thứ hai. That means first covenant between God and Abraham was nothing wrong to restore the Israelites' salvation. Then they don't need another covenant. That's what he said. So first covenant is enough for their restoration. Và câu kinh thánh này nói là cái giao ước đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã lập với Abraham thì đã là đủ để đem đến sự cứu rỗi cho họ rồi. And then in if Israelites restoration salvation is by grace, I'm not by covenant, but the Christian Gentiles salvation is by grace. Then what's the between Jews, Israelite, and Gentiles? Vậy thì đối với dân ngoại thì họ được cứu là nhờ ân điển đến từ nơi Đức Chúa Trời, và dân Israel họ được khôi phục, họ được cứu là bởi giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với Abraham. Vậy thì mối quan hệ giữa người Israel và dân ngoại là như thế nào? So Hebrew chapter 9:14 clearly said that how much more then will the blood of Christ,
who, though the eternal spirit, offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from the act lead to death, so that we may serve the living God. Hebrew đoạn 9 câu số 14 đã ghi rõ cho chúng ta là huống chi huyết của Đấng Christ là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tỳ tích cho Đức Chúa Trời thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. That means a restoration Israel by covenant is nothing wrong. Even their salvation is not like a Gentile by grace of gospel. Grace gospel, believe Jesus died for us, our sins. Đó có nghĩa là giao ước đầu tiên đã được lập với Abraham là không thiếu gì để đem đến sự cứu rỗi và sự khôi phục lại cho dân Israel giống như dân ngoại được cứu là bởi ân điển của Đức Chúa Trời qua phúc âm của Ngài để nhờ huyết của Chúa Giêsu Christ được thanh tẩy khỏi tội lỗi. So the, by the way, it's not directly related what we discussed now, but I remind you not to be confused. If you read Old Testament or even three synoptic gospels, the preaching of Jesus Christ or gospel message, saving message in Old Testament, a little bit different with the from Acts. Yeah. You mean the message, the salvation message in the Old Testament and the three synoptic gospels are a bit different. With the Old Testament, yes, and three synoptic gospel, yes, concerning the salvation message, yeah, it's a little bit different with the saving message after Acts, and especially epistle of Paul. Và chúng nếu như chúng ta đọc Cựu Ước cũng như là ba phúc âm cộng quan thì sứ điệp phúc xin lỗi sứ điệp và phúc âm ở trong đó thì nó hơi khác với sứ điệp phúc âm ở trong sách Công Vụ cũng như trong các thư tín của sứ đồ Phaolô. Okay, anyway, mystery number 4 is chapter 11 verse 28 and 29. As far as gospel is concerned, okay, as far as about the gospel, gospel is saving gospel, salvation gospel, they are enemies for your sake, means our sake, Gentile Christian's sake. Yeah. But as far as election concerned, they are loved on account of the patriarchs, for God's gift and his call are irrevocable. Yeah. Giống câu 28 và câu 29 của Roma đoạn 11 nói về điều mầu nhiệm thứ tư. Nếu luận về tin lành hay là nói về tin lành thì họ chính là người Israel là nghiệp thù bởi cớ anh em. Còn luận về sự lựa chọn thì họ được yêu thương bởi các tổ phụ vì sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ. Okay, just like that. For the saving gospel, they are covenant, and our is grace of gospel. Và nếu mà nói về tin lành cứu rỗi thì đối với chúng ta là dân ngoại thì đó là bởi ân điển của Đức Chúa Trời, còn đối với dân Israel thì đó là bởi giao ước đã được lập cho với họ. Israel never accept Jesus Christ who died on cross and he shed the blood to save our sins away. They did not believe that. Dân Israel thì không tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là đấng đã chịu chết cho tội lỗi của họ ở trên thập tự giá và cất tội lỗi của họ đi. Họ không có tiếp nhận điều đó, không chấp nhận điều đó. Well, Paul even say in this case Israel are enemies to Gentiles. Và sứ đồ Phaolô thậm chí nói là trong trường hợp này thì dân Israel là những kẻ thù nghịch với dân ngoại.
Because they did not accept our Lord, Bởi vì our Savior. họ không tiếp nhận Chúa của chúng ta, đấng cứu rỗi chúng ta. To make it, make you to understand a little bit clearer, would you please, Luto, Yes. read Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 2, verse 12 through 19. Chúng ta sẽ cùng xem ở trong Ephesos đoạn 2 từ câu 12 to 19, is it? Chapter 2 verses 12 to 19, yes. Yeah. Ephesos đoạn 2 từ câu số 12 cho đến câu số 19 chép như thế này: Trong thuở đó anh em không có đấng Christ bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời, nhưng trong Đức Chúa Giêsu Christ anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch mà đã phân rẽ ra. Bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài. Và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đã đến ra truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một thánh linh. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Well, you may get some idea, but I do not repeat it, what it's all about. But the first is Israel is enemy to the Gentiles, in sense of the who is our Savior. Và chúng ta đã đọc những câu kinh thánh này và chúng ta đã nắm được những cái ý của câu kinh thánh này. Tôi không nhắc lại nữa, nhưng mà điều đầu tiên tôi muốn nhắc lại đó là dân Israel là thù nghịch với dân ngoại theo cái ý là họ không tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là đấng cứu rỗi. But we should not treat them as our enemies. Nhưng mà chúng ta không được đối xử với họ giống như là những kẻ nghịch thù với chúng ta. Because as far as the election is concerned, same verse. Yeah. Well, Israel are loved by God. Bởi vì nếu mà nói về sự lựa chọn hay là luận về sự lựa chọn thì dân Israel được yêu thương bởi Đức Chúa Trời. You see at verse 28, the last part is they are loved on account of the patriarchs for God's gift. As a God's gift and His calling are will not be changed or altered. It will be completed until the last time. Chúng ta xem phần sau của Roma đoạn 11 câu số 28 cho đến câu số 29 thì chép là họ chính là dân Israel được yêu thương bởi cớ các tổ phụ, vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ, hay là không bao giờ thay đổi và sẽ được hoàn tất, sẽ được làm cho trọn. So as far as election is concerned by God, Israel are loved by God forever. Nếu như nói về sự lựa chọn bởi Đức Chúa Trời thì dân Israel được Đức Chúa Trời yêu thương mãi mãi. So chapter 12:3 Genesis, God said, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all people on earth will be blessed through you. So we got to honor that covenant with God and Abraham. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu số 3 thì chép là ta sẽ chúc phước cho kẻ nào chúc phước ngươi và sẽ rủa sả những kẻ nào rủa sả ngươi, và mọi dân trên đất đều sẽ được phước qua ngươi. Bởi vậy chúng ta cần phải chúc phước cho dân Israel. And also their gift and calling will not be changed, so we should honor also their calling and gifts.
Và bởi vì những sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên dân Israel sẽ không bao giờ đổi lại, nên chúng ta cũng phải tôn trọng những sự ban cho và sự kêu gọi đó. Well, this is the four mysteries Paul indicated in Romans chapter 11, verse 25 to 29. Và đây là điều mầu nhiệm thứ tư mà sứ đồ Phaolô đã đề cập đến ở trong Roma đoạn 11 từ câu số 25 cho đến câu số 29. Because he would like to remind Jews and Gentiles, or even Jew Christian Jews and Gentile Christian in one church, there should be really brothers and sisters tie. Yeah. Và bởi vì sứ đồ Phaolô muốn nhắc nhở cho những người ngoại cũng như những người Israel hay là những người là người Do Thái đã là cơ đốc nhân và những người ngoại là cơ đốc nhân ở trong cùng một hội thánh thì họ phải thật sự có sự gắn bó chặt chẽ với nhau, là những anh chị em với nhau. Because the reason why I introduced these mysteries in Romans, which Paul indicate and say, emphasize this mystery to the Christians in Roman church. Lý do mà tôi đề cập đến những sự mầu nhiệm mà sứ đồ Phaolô đã nói đến khi mà ông viết thư tín này cho hội thánh tại thành Roma. For us, it is very important to understand, because we should understand who Israelite in order to understand who Jesus will be at the end time. Và bởi vì đối với chúng ta thì điều quan trọng là chúng ta phải hiểu dân Israel họ là ai, và Chúa Giêsu ngài sẽ đến vào thời kỳ sau rốt sẽ là với tư cách là ai, là điều rất là quan trọng. So we need wisdom how to discern these two group of God's people. Và chúng ta cần phải có sự khôn ngoan để có thể được biện biệt được, phân biệt được hai nhóm người của Đức Chúa Trời này. And it's a restoration of Israel. Và chúng ta cũng có thể hiểu được về sự khôi phục lại của dân Israel. By government, covenant. Qua giao ước. And the salvation of the Gentile by grace. Và sự cứu rỗi dành cho dân ngoại qua ân điển của Chúa. But here is too early to say to you, but we are saved by grace, the gospel of grace, believe in Jesus Christ. Và chúng ta được cứu bởi ân điển, chúng ta được cứu bởi phúc âm của ân điển qua Đức Chúa Giê-xu, trong Đức Chúa Giê-xu Christ. So the Gentiles saved by grace of Jesus Christ will be raptured before tribulation. We talk about the many times already. Và dân ngoại được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ sẽ được cất lên trước cơn đại nạn. Chúng ta đã nói về điều này nhiều lần rồi. But the Israelite will not be raptured before the tribulation. Nhưng mà dân Israel sẽ không được cất lên trước cơn đại nạn. Because they should go through the tribulation. Bởi vì họ sẽ phải trải qua đại nạn. And God would like to them go through, and then the final moment they will accept and they will confess Jesus is Messiah. Bởi vì Đức Chúa Trời ngài muốn họ trải qua đại nạn này cho đến thời điểm cuối cùng thì họ sẽ tiếp nhận và họ sẽ xưng nhận Chúa Giêsu Christ chính là Đấng Messi. Even we will be raptured before the tribulation which Israelites go through, but we should understand them. Mà mặc dù chúng ta sẽ được cất lên trước khi đại nạn xảy ra và dân Israel phải trải qua đại nạn này, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu về dân Israel. Because they are also loved God, God's people. Bởi vì họ cũng được Đức Chúa Trời, xin lỗi, họ cũng được Đức Chúa Trời yêu mến và họ lại là dân của Đức Chúa Trời. I think that is the
What we should, why we should study about this mystery, and also we will understand what is the meaning of a 7 years tribulation. Và đó là lý do mà chúng ta học về bốn sự mầu nhiệm này, và chúng ta cũng có thể hiểu được ý nghĩa của 7 năm đại nạn. There God set already 7 year tribulation before the millennium. Yeah. Đức Chúa Trời đã phán là 7 năm đại nạn này sẽ xảy ra trước vương quốc thiên hy niên. And also rapture for a Christian Gentiles và before tribulation. Sự cất lên sẽ xảy ra là dành cho những cơ đốc nhân là người ngoại trước khi đại nạn xảy ra. And also we have to something for the church Gentile Christians, whether they may not be raptured because of war corruption. Và chúng ta cũng phải có sự xem thử là hội thánh của dân ngoại sẽ có người không được cất lên là bởi vì sự băng hoại của thế gian này ảnh hưởng lên hội thánh hay không. If some corrupted or compromised apostates deny some as a Christian, then maybe they missed the rapture. I don't know, but we just guess that. Và nếu như trong hội thánh của dân ngoại có những sự băng hoại của thế gian này, có sự thỏa hiệp với thế gian, có sự chối bỏ, chống nghịch lại với chính mình Chúa và hội thánh của Chúa, thì có thể họ sẽ không được cất lên. So if we really raptured, then it's a really great blessing. Và nếu như chúng ta được cất lên thì đó thật sự là một ân phước lớn lao dành cho chúng ta. So we will most more serve the Lord and also give him a thanks, praise, worship, everything. Yeah. Và nếu như chúng ta biết là chúng ta sẽ được cất lên, đó là ơn phước lớn dành cho chúng ta, thì chúng ta sẽ càng phục vụ Chúa, cảm tạ, ngợi khen, thờ phượng Ngài càng hơn. Well, that is the mystery we talk about that, and that's four mysteries you may rethink or you know. Và chúng ta đã học xong bốn sự mầu nhiệm được chép ở trong sách Roma, và đây là bốn điều mầu nhiệm mà có thể chúng ta sẽ có thời gian để suy ngẫm lại, xem xét lại. Well, second part we're going to discuss today is a little bit awkward why we got to study that, but I will tell you. Và cái phần tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau, có thể chúng ta nghĩ là tại sao lại chúng ta phải học những điều này, thì tôi sẽ giải thích với các anh chị em. So that, what I present to you is temple, the temple. Và chúng ta sẽ nói về đền thờ. You know, the temple, the center of Israelite. Và nếu mà nói về đền thờ thì chúng ta nói đến trung tâm của dân Israel. Well, why we should study the temple of Israelite? Lý do tại sao chúng ta phải học về đền thờ của dân Israel? Well, we studied from Genesis, from Moses. Chúng ta đã học từ trong Sáng Thế Ký, từ chính Môi-se. And we're going to dig out who Jesus is as our Savior who crucified on the cross. Và chúng ta đã học biết là Chúa Giêsu Ngài là Chúa của chúng ta, là đấng cứu thế đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. And we studied each stage until now to prove who Jesus is on the end of this world.
Và chúng ta đã từng bước học về Chúa Giêsu để chứng minh về chính mình Chúa ở trong thời kỳ sau rốt, trong cái buổi cuối cùng của thế gian này. When he comes second time as a judge, as a king of kings, to rule over this whole world and his establish millennium kingdom of God and then forever. Và đó là khi mà Chúa Giêsu Christ ngài tái lâm, ngài đến với tư cách là một quan xét, là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa và thiết lập vương quốc thiên hy niên. At that time, everyone will confess Jesus is our Lord. Và đến đúng thời điểm đó thì tất cả mọi người đều sẽ xưng nhận Chúa Giêsu Christ ngài là Chúa. And Jesus is our Lord. We will live with him forever. Và Chúa Giêsu là Chúa của chúng ta sẽ sống với ngài mãi mãi. Okay, how soon he will come? Vậy thì Chúa Giêsu ngài sẽ đến sớm như thế nào? And then as I asked you the other days, do you really waiting for him? Và giống như tôi đã hỏi các anh chị em ngày hôm trước, đó là các anh chị em có thực sự chờ đợi ngài trở lại không? So would you like to die right away? Các anh chị em có muốn có thích là mình qua đời liền bây giờ không? Or you want to live a little bit longer, so ask the Lord don't come too early. Và chúng ta hay là chúng ta hỏi cầu xin Chúa là cho chúng ta sống thêm nữa và cầu xin Chúa là đừng có đến sớm quá. Well, but if you study about the temple, nhưng mà nếu như chúng ta học về đền thờ, and then you will know how soon, how close he is coming, which means how his coming is related with the temple of Israelite. Và nếu như chúng ta học về đền thờ thì chúng ta sẽ biết được Đức Chúa Giêsu ngài đang đến gần là nhường nào và chúng ta sẽ hiểu hơn về về đền thờ của dân Israel và kế hoạch của Đức Chúa Trời. So the purpose of this class for study of a temple. Và mục đích của việc chúng ta học về đền thờ. It's not for the study of the history of temple and what is the design of a temple and what they do in the temple. I'm not going to talk about that. Và việc chúng ta học về đền thờ này không phải là chúng ta thảo luận về lịch sử hay là thiết kế của đền thờ cũng như những việc mà dân sự họ thực hành ở trong đền thờ đó. Tôi sẽ không có đề cập đến những điều đó. But we're gonna prove the temple for the Israelite is the center of their existence. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau chứng minh rằng đền thờ chính là trung tâm của sự tồn tại của dân Israel. So we will see what's the history of the temple. Chúng ta sẽ xem một chút về lịch sử của đền thờ. Well, they have a tabernacle era on the wilderness for 40 years. Và họ có một cái thời kỳ đền tạm ở trong đồng vắng trong vòng 40 năm. And in the tabernacle in the wilderness, it's like a movable tent, there will be an ark. Và đền tạm ở trong đồng vắng là một cái lều có thể di chuyển được. So we're going to talk about the ark in the promised land. Trong đền tạm đó thì có hòm giao ước và chúng ta cũng sẽ nói về hòm giao ước ở trong đất hứa. See, in the right after Exodus of Egypt and they started to put up the tent. Sau khi họ tabernacle. Dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập và họ bắt đầu xây dựng đền tạm cho Đức Chúa Trời. As a place to meet God. Giống như một nơi để họ có thể gặp gỡ Đức Chúa Trời. And God asked Moses to place the ark. Và Đức Chúa Trời đã yêu cầu Môi-se đặt một cái hòm giao ước. But when they arrived at the Canaan, not Canaan yet, but arrived the Jordan River, they didn't need a tabernacle anymore.
Và khi mà họ muốn bước vào trong xứ hứa, khi mà chưa đến xứ hứa, chỉ đến sông Giô-đanh thôi, thì họ đã không cần có đền tạm nữa. So they bring in Canaan, the ark only. Và họ chỉ đem cái hòm giao ước vào trong Canaan mà thôi. We say tabernacle in the wilderness era. Và nên chúng ta có thể nói là giai đoạn đền tạm ở trong đồng vắng. Second era is ark in promised land. Và thời kỳ thứ hai đó là thời kỳ hòm giao ước ở trong đất hứa. And third era is the first temple era, so called Solomon Temple. Và cái thời kỳ tiếp theo đó là thời kỳ đền thờ đầu tiên, đó là đền thờ của Salomon. And as you know, that there's a second temple era. Và giống như chúng ta đã biết là có một cái thời kỳ đền thờ thứ hai. That's built by who? Zerubbabel. Và đó là đền thờ thứ hai được xây dựng bởi ai, đó là đền thờ đã được xây dựng bởi Zorobabel. And fifth temple era is Herod temple era. Và cái thời kỳ thứ năm ở trong khi nói về đền thờ đó là thời kỳ đền thờ của Herod. And do you know that Herod temple very well? Chúng ta cũng biết rất là rõ về đền thờ của Herod rồi. After Herod temple, Và sau cái thời kỳ đền thờ của Herod, until now they don't have a temple yet. cho đến thời điểm ngày hôm nay thì dân Israel vẫn chưa có đền thờ trở lại. But there's a lot of a record and the evidence. The third temple era will come very, very soon because the Israelites are ready to build it up. Nhưng mà có rất nhiều những sự ghi chép bằng chứng và nói là đền thờ thứ ba của dân Israel sẽ sớm được xây dựng, bởi vì họ dân Israel đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc xây dựng đó rồi. What does that mean? Và điều đó có nghĩa là gì? When the third temple was built, will be built. Và nếu như cái đền thờ thứ ba này được xây dựng, Who will be there? ai sẽ ở trong đền thờ đó? Ruto. Antichrist. Okay. Is that the last time or not? Và ai sẽ là người ở trong đền ngự ở trong đền thờ đó? Đó chính là Antichrist. Và nếu như vậy thì đó có phải là thời kỳ sau rốt hay không? That's why we should study all this temple history. Đó là lý do mà chúng ta cần phải học biết về lịch sử, về những điều về đền thờ của dân Israel. Do you agree and do you willing to endure hard time to listen my lecture? Và các anh chị em có đồng ý với tôi về điều đó không, và có chịu đựng nổi để có thể học với tôi trong thời giờ khó khăn này không? If you don't like, say no, I don't want it. Và nếu như các anh chị em không thích thì có thể nói là không, tôi không có thích học đâu. What about my boss Boss của tôi thì như thế nào ạ? Say no. Rất thích. Rất thích học. Yeah, but Okay. Salim said he really like it. Yeah, wonderful. Okay, Yeah. let's have a 5 minute break. Chúng ta hãy nghỉ giải lao trong vòng 5 phút. Can I? Tôi có thể nghỉ giải lao 5 phút được không ạ? Yes, sir. Okay. Okay, thank you. But I will just talk about 30 minutes. That's okay. Và nhưng mà sau đó thì tôi chỉ có nói thêm trong vòng 30 phút nữa thôi, không sao đâu. Okay. I come back and I don't I it's past era is first one, two, three, four, five, six eras. So I don't know whether I can finish six eras for 20 minutes, but
Có đến 6 thời kỳ, nói về 6 thời kỳ đền thờ mà tôi không biết là trong vòng 20 phút thì tôi có thể chia sẻ được hết về 6 thời kỳ này hay không. Well, anyway, the purpose of this study of a temple era is not just only to find out their the temple is how they design and what they do and like that, but just only what happened in that era. Và cái việc mà chúng ta học về ở các thời kỳ đền thờ này thì không phải là chúng ta học xem họ đã thiết kế đền thờ như thế nào và họ đã làm gì ở trong các đền thờ đó, nhưng mà chúng ta sẽ xem xét những điều xảy ra trong các thời kỳ đó. And that's why I said, like, from Moses to Kingdom of God, we just find out what is the central theme, which is Jesus Christ. Giống như tôi đã nói, từ Môi-se cho đến vương quốc, thời kỳ vương quốc của Đức Chúa Trời, thì chính Chúa Giê-xu Ngài là trung tâm. And Jesus Christ at the end of time, not, you know, end time is yes. End of time. Yeah, và Chúa Giê-xu Christ ở trong cuối của các thời kỳ, chứ không phải là thời kỳ sau rốt. To find it out, so we study about temple and the Israelite, what's the relation? Temple and Israelite. Và chúng ta sẽ xem xét mối liên hệ giữa đền thờ với dân Israel. If you want to know about this temple and Israelite, in addition to what we discuss in the class, you got to read Hebrews chapter 9, yeah. Chapter 8 and 9, two chapters in Hebrew. Và nếu như chúng ta muốn hiểu biết về đền thờ của dân Israel này thì chúng ta phải đọc hai chương ở trong sách Hebrew, đó là chương 8 và chương 9. Maybe today or tomorrow, I don't care, but you got to read before next Tuesday. Tôi không biết, không quan tâm là các anh chị em đọc ngày hôm nay hay là ngày mai, nhưng mà điều quan trọng là phải đọc trước thứ ba tuần sau. But I'm going to ask Ruto to read chapter 9, 1 to 14 now. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ yêu cầu Ruto đọc Hebrew đoạn 9 từ câu 1 đến câu số 14. Give me a second. Hebrew đoạn 9 từ câu số 1 cho đến câu số 14. Ước trước cũng có những luật về việc thờ phượng và một nơi thánh dưới đất, vẽ một đền tạm để dựng lên. Phần thứ nhất gọi là nơi thánh, có chân đèn, bàn và bánh bày ra, rồi đến phía trong phía trong màn thứ hai, tức là phần gọi là nơi rất thánh, có lư hương bằng vàng và hòm giao ước toàn bọc bằng vàng. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy mana, cây gậy trổ hoa của Aaron và hai bảng giao ước. Phía trên có hai cherubim vinh hiển, bóng nó che phủ nơi chuộc tội, nhưng đây không phải dịp kể các điều đó cho rõ ràng. Các vật đã sắp đặt như vậy. Hàng ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhất trong đền tạm đặng làm trọn việc tế lễ, nhưng phần thứ hai thì mỗi một năm một lần chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dâng vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng. Đức Thánh Linh lấy đó chỉ ra rằng hễ đền tạm thứ nhất đương còn thì đường vào nơi rất thánh chưa mở, ấy là một hình bóng chỉ về đời bây giờ, để tỏ rằng các lễ vật và hy sinh dân đó không có thể làm cho kẻ thờ phượng được vẹn lành về lương tâm. Đó chẳng qua là mạng lệnh của xác thịt, cũng như các lễ ăn, uống, rửa sạch chỉ lập cho đến kỳ hoán cải vậy. Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình,
mà được sự chuộc tội đời đời. Vì nếu huyết của dê đực, bò đực cùng tro bò cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ, và nên thánh thay, huống chi huyết của Đấng Christ là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tỳ tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Okay, thank you. Okay, that is the general introductory information between the temple and Israelite. Okay, let's go into the tabernacle era in the wilderness. Và những câu kinh thánh chúng ta vừa đọc đó là phần giới thiệu sơ qua về mối liên hệ giữa đền tạm với dân Israel. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần đầu tiên, đó là nói về đền tạm ở trong đồng vắng. For 40 years, every day they had a temple, I mean a tabernacle, the portable tent in the center of the Israelites. Và trong vòng 40 năm thì dân Israel đã có đền tạm ở giữa vòng họ, là một cái đền, một cái lều được dựng lên và có thể mang đi được, có thể di chuyển được. When they move, the tent will be go with them altogether. Và khi mà họ di chuyển thì đền tạm sẽ được cất đi, di chuyển theo cùng với họ. When they stopped and và khi họ dừng lại và ở lại đó. And they put up the tent again in the middle of their crowd. Thì họ sẽ dựng lại đền tạm giữa vòng dân sự. So every 20 single day for 40 years in the wilderness, the Israelite was with the tabernacle. Và bởi vậy trong vòng 40 năm ở trong đồng vắng, mỗi một ngày như vậy thì dân Israel đều có đền tạm ở với họ, ở giữa họ. God told Moses how to build it, every single explanation how the material should use, what is the size of the temple, etc. He was instructed by God directly and he built that. Và Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn cho Môi-se tất cả mọi chi tiết về vật liệu, về kích cỡ, tất cả mọi điều để cho Môi-se có thể xây dựng được đền tạm này. Và Đức Chúa Trời đã phán bày biểu một cách trực tiếp với ông, hầu cho ông có thể làm xong công việc này. Okay, note down if you would like to know about detail about tabernacle and what God instructed him and how he built it. Và nếu như chúng ta muốn biết về những chi tiết mà Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn cho Môi-se về cách xây dựng đền tạm và thể nào ông đã xây dựng, thì chúng ta hãy viết xuống. Okay, you read Exodus 25:3-31. Suốt Ai Cập Tô Ký từ đoạn 25 cho đến đoạn 31. And Exodus 35-40. Và Suốt Ai Cập Tô Ký từ đoạn 35 cho đến đoạn 40. And Numbers chapter 3, 25 verses through 39. Và Dân Số Ký đoạn 3 câu 25 cho đến câu số 39. And the Numbers chapter 4, verse 1-49. Và Dân Số Ký đoạn 4, từ câu số 1 cho đến câu số 49. But in the tabernacle, there's a presence of God with glory. Và ở trong đền tạm thì sự hiện diện của Đức Chúa Trời, sự vinh quang của Đức Chúa Trời ở giữa vòng họ. And in the midst of Israel army in the wilderness for 40 years. Sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời ở với dân Israel trong vòng 40 năm ở trong đồng vắng. So actually their life every day is put up and take up the tent and move. Và đời sống của dân Israel trong đồng vắng đó là mỗi một ngày thì họ sẽ
dựng lều dựng đền tạm đó lên, và sau đó khi mà họ di chuyển thì họ phải dỡ đền tạm đó và di chuyển đền tạm theo với họ. So the temple is surely the center in the wilderness for the Israelite, where to go, why they there, and what will happen next days. Và thật sự đền tạm là trung tâm của dân Israel, lý do tại sao họ phải di chuyển đi tại, và họ phải di chuyển đi đến đâu, và đó đền tạm luôn luôn là trung tâm của họ. But when they arrived in the Jordan River to cross the river into the Canaan, they cannot take the tabernacle. Nhưng mà khi họ đến sông Jordan, họ phải vượt qua sông Jordan để bước vào xứ Canaan là xứ hứa, thì họ không thể đem đền tạm theo với họ. So they brought the ark in the promised land. Và họ chỉ đem hòm giao ước vào trong xứ hứa mà thôi. So the era is changed from the wilderness era in the tabernacle in the wilderness era to ark era in the promised land. Và bây giờ đã chuyển từ thời kỳ đền tạm ở trong đồng vắng vào cái thời kỳ là hòm giao ước ở trong xứ hứa. Also the ark was built by Moses in the wilderness, and it was placed in the tabernacle. Và cái hòm giao ước đã được chính Môi-se hoàn thành xây dựng và cũng đã được đặt ở trong đền tạm trong đồng vắng. There will be a few verses about that in Exodus chapter 23, verse 10 through 16. 23 or 25? 10 to 16. Exodus 23, chapter, verse 10 to 16. Và chúng ta sẽ xem có một số câu kinh thánh đó là ở trong suốt Ai Cập Ký đoạn 23 từ câu số 10 cho đến câu số 16. Okay, Ruth, please. Exodus 23 is about the Sabbath. If from verse 10, is it from the in the material you write down? Is Exodus 25. Dạ, xin lỗi, đó là trong suốt Ai Cập Ký đoạn 25, từ câu số 10 cho đến câu số 16. Vậy chúng hãy đóng một cái hòm bằng cây si tim bề dài 2.5 thước, bề ngang 1.5 thước và bề cao 1.5 thước, lấy vàng ròng bọc trong, bọc ngoài và chạy đường viền chung quanh hòm bằng vàng. Ngươi cũng hãy đúc 4 khoen bằng vàng để tại 4 góc hòm, 2 cái bên hông này, 2 cái bên hông kia. Cùng làm 2 cây đòn bằng cây si tim bọc vàng, rồi lòn đòn vào khoen 2 bên hông hòm để dùng đòn khiêng hòm. Đòn sẽ ở trong khoen luôn, không nên rút ra. Ngươi hãy cất vào trong hòm bản chứng mà ta sẽ ban cho. Okay. And also, would you read about the ark? Yes. Also, I read it. It's Hebrew chapter 9, verse 3 and 4. I can read this short one. And after second veil in the tabernacle, the tabernacle, which is called the Holy of Holies. Holy of Holies, which had been golden censer and the Ark of the Covenant overlaid around about with gold, wherein was the gold pot that had the manna and Aaron's rod and that budded, and the table of the covenant. There placed, it was the covenant. It was placed in the tabernacle. Okay. Yeah. Ở trong Hebrew đoạn 9 câu 3 câu 4 thì có đề cập đến những vật được đặt ở trong hòm giao ước. But according to the Moses, Joshua brought it in the promised land.
Và Joshua là người đã đem hòm giao ước đó vào trong xứ hứa. And would you read Joshua chapter 4, verse 15 to 18, Ruth. Ruth or Ruth. Chúng ta sẽ đọc ở trong Joshua đoạn 4 từ câu số 15 cho đến câu số 18. Joshua đoạn 4 từ câu số 15 cho đến câu số 18. Và Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: hãy truyền cho những thầy tế lễ khiêng hòm bản chứng đi lên khỏi sông Giô-đanh. Giô-suê bèn truyền lệnh cho những thầy tế lễ rằng: hãy đi lên khỏi Giô-đanh. Khi những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đã lên khỏi giữa sông và bàn chân họ dỡ lên đặng bước trên đất khô rồi, thì nước sông Giô-đanh trở lại chỗ cũ và chảy tràn ra khắp mé như trước. Okay, but there's a lot of story about the ark in promised land moving around here and there because they took the ark in the battle and then they win the battle. So they keep the ark in, during the battle with the Philistine, but they defeated that battle and they Philistine took the what ark. Yeah, và có rất là nhiều câu chuyện được kỹ thuật lại liên quan đến hòm giao ước. Khi mà dân Israel đem hòm giao ước ra chiến trận và họ thắng trận, rồi sau đó khi mà trong một trận giao chiến với dân Philistine, họ cũng đem hòm giao ước ra, nhưng mà họ bị bại trận và dân Philistine đã cướp hòm giao ước đi. Anyway, the ark returned to Davis parents. Và sau một khoảng thời gian thì hòm giao ước lại trở về vào trong cung điện của vua David. Until they lost, they get in the promised land, and from the battle of Philistine they lost, and then they retake it home in Davis palace. I summarize a little bit, so I will read it for you. Và từ But cái thời điểm lot in detail. Từ thời điểm mà họ thua trận trước dân Philistine và hòm giao ước bị cướp đi cho đến khi hòm giao ước được đem về trở lại trong cung điện của David, thì tôi đã đưa ra một cái bản tóm tắt như thế này và tôi sẽ đọc cho các anh chị em. Okay. Yes. I give you some extra verses to learn about the ark in Canaan, okay? Và tôi sẽ cho các anh chị em một số câu kinh thánh trước khi, trước để mà học về hòm giao ước ở tại xứ Canaan. Yeah. Okay, you may read the Numbers chapter 4 verse 4 to 6. Anh chị em có thể đọc mà về hòm giao ước ở trong Dân Số Ký đoạn 4 từ câu số 4 cho đến câu số 6. Okay, 2 Samuel 6 verse 3 through 8. Samuel nhì đoạn 6 từ câu số 3 cho đến câu số 8. First Chronicle chapter 13 verse 7 through 12. Sự ký nhất đoạn 13 từ câu số 7 cho đến câu số 12. It will be very very interesting stories there, so you highly recommend you to read all. Và tôi rất là khích lệ các anh chị em hãy đọc những phân đoạn kinh thánh này bởi vì chúng ta sẽ tìm thấy những câu chuyện rất là thú vị liên quan đến hòm giao ước. So because of we are close to the closing time, so I'm going to summarize. Và bởi vì chúng ta đã sắp hết giờ rồi nên tôi sẽ tóm tắt lại. Okay, in BC before Christ, 1102 at the battle with Philistine. Vào năm 1102 trước Chúa, trong trận chiến với dân Philistine. The sons of Eli, priest Hophnis and Phinehas. Hai con trai của Heli là Hophni và Phinehas. Were defeated and the ark was taken by Philistine. Đã bị đánh bại và hòm giao ước đã bị dân Philistine cướp đi. And the Philistine kept the ark seven months. Và
quân dân Philippines đã giữ hòm giao ước trong vòng 7 tháng. During they kept the ark in their land, they had a tribulation. They decided to return the ark to Israel. Trong khoảng thời gian 7 tháng mà họ giữ hòm giao ước đó thì dân Philippines đã gặp phải rất là nhiều những tai vạ và họ đã quyết định là đem trả lại hòm giao ước cho dân Israel. But there's a very complicated one is they moved the ark to Ashdod, first Ashdod. Yeah. Và đây là một nhưng mà cái hành trình mà đem trả lại hòm giao ước cũng rất là phức tạp. Trước tiên họ đã đem hòm giao ước đến Ashdod. And then Gat. Rồi sau đó đến Gat. And then Ekron. Rồi sau đó đến Ekron. And return to Beth Shemesh. Và sau đó đem trở lại đến trở lại về Beth Shemesh. Yeah, it's very complicated, but I have a chart of that, but later, if you need, I can give you that. Okay, and finally, finally, about 20 years, it arrived Abinadab's house, Abinadab. Yeah, và đó là một cái hành trình rất là phức tạp. Tôi có một cái biểu đồ, nếu các anh chị em cần thì tôi sẽ gửi cho các anh chị em sau. Sau đó thì hòm giao ước đã được đem trở về, đem đặt ở trong nhà của Abinadab. So this of a period of time after Samuel, 32 years judge and Saul 40 years kingship, people did not consult the ark. Sau thời kỳ sau thời kỳ 32 năm làm quan xét của Samuel cũng như sau đó thì trong vòng 40 năm mà Saul làm vua thì dân sự không còn cầu vấn Đức Giê-hô-va tại hòm giao ước nữa. So it's a long time ark was deserted. Và trong vòng khoảng một thời gian rất là dài hòm giao ước đã bị lãng quên. But David, the King David, 7.5 years of his kingship, the ark was remained in the house of Abinadab. Và ở Abinadab. Yeah, trong 7.5 years làm vua của David thì hòm giao ước ở trong nhà của Obed-Edom. Finally, they brought to Jerusalem. Và đến cuối cùng thì được đem về Jerusalem. So after Shiloh was destroyed BC 1050. Và sau khi Shiloh bị hủy diệt, hủy phá vào năm 1050 trước Chúa. So the ark traveled through various Philistine cities and finally was brought to David's palace. Và hòm giao ước đã phải đi qua rất là nhiều thành phố khác nhau của Philippines và sau đó được đem trở về cung điện của David. David's palace was located at Temple Mount in Jerusalem, southern part. Yeah, và cung điện của David thì nằm ở phía nam của núi đền thờ ở tại Jerusalem. Okay, and then place there in holy, holy place of first temple. Và sau đó thì hòm giao ước được đặt ở nơi chí thánh ở trong đền thờ đầu tiên. So how many years was deserted without the right place of the Ark of the Covenant? Và bao nhiêu năm thì hòm giao ước đã bị lãng quên, đã không được để mắt đến. It's about 100 more than 100 years. Đó là khoảng thời gian khoảng 100 năm hòm giao ước đã bị lãng quên. Okay. Now is the time the first temple in Jerusalem was built by Solomon, son of King David.
Và bây giờ chúng ta bước vào thời kỳ đền thờ đầu tiên, là đền thờ đã được xây dựng bởi Solomon, là con trai của vua David. I think you're familiar with Solomon Temple. Tôi nghĩ là các anh chị em đã rất là quen thuộc với đền thờ của Solomon. But we call the Solomon Temple is first temple era. It's the first fixed temple in Jerusalem. Và chúng ta gọi đền thờ của Solomon đó là đền thờ đầu tiên, thời kỳ đền thờ đầu tiên được xây dựng bởi Solomon. Okay. We will discuss first, second, third, and temple next week. Chúng ta sẽ thảo luận về đền thờ đầu tiên, đền thờ thứ hai, đền thờ thứ ba này vào tuần sau. Don't like to talk about temple too long. Okay. All right. It's a temple. Okay, we will continue next week about first temple, make it a little bit shorter. Yeah. How first Solomon's temple was destroyed. Yeah. And how they rebuilt by Zerubbabel after 70 years. Yeah. And how Zerubbabel's temple was rebuilt, additional built by Herod. Yeah. And how Herod temple destroyed. Yeah. And then finally Israelite all dispersed all the world, they lost. Và chúng ta sẽ dành một ít thời gian để nói về đền thờ đầu tiên, về thể nào mà đền thờ đầu tiên đã bị hủy phá, rồi sau đó sau 70 năm thì Zerubbabel đã tái thiết lại đền thờ, rồi sau đó thì vua Herod đã có những sự sửa chữa lại đền thờ của Zerubbabel. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thể nào mà đền thờ của Herod đã bị hủy phá và sau đó thì dân Israel đã bị tản lạc ra khắp thế giới. Do you read the Ezra, the book of Ezra? Yes. All of you study book of Ezra? Các anh chị em đã đọc sách Ezra chưa? Các anh chị em đã học về sách này chưa? If you read the book of Ezra, you will know about Zerubbabel second temple era already. Và nếu như chúng ta đã đọc sách Ezra thì chúng ta cũng đã biết về Zerubbabel và đền thờ thứ hai đó là như thế nào. And also second era of Herod temple. Và chúng ta cũng Herod temple is second era of Zerubbabel era, because he just only repair, extend and rigor. Và cái sau đó sau Zerubbabel thì Herod có thực hiện một số sửa chữa thêm về trong đền thờ của Zerubbabel, và thời kỳ của Herod giống như là thời kỳ thứ hai trong thời kỳ đền thờ của Zerubbabel. But the that the Herod temple era is you will know because Jesus was there. Và các anh chị em sẽ học về đền thờ của Herod bởi vì đó là thời điểm mà Chúa Giêsu ngài có mặt ở đó. And Jesus said that temple will fall, but I will be rebuilt in 3 days. That temple is the right temple. Và đó là nơi mà Chúa Giêsu nói là các ngươi hãy hủy phá đền thờ này mà ta sẽ xây dựng lại trong vòng 3 ngày, đó mới là đền thờ thật. Và các anh chị em biết về phần Kinh Thánh đó đúng không ạ? Okay. Then next week we will start from AD 70 when the Herod temple was destroyed. Và sau đó chúng ta sẽ học từ năm 70 sau Chúa khi mà đền thờ của vua Herod bị hủy phá. But what about the almost 1800 years?
they didn't have a temple. Và đã khoảng 1800 năm thì dân Israel đã không còn có đền thờ nữa. But the third temple is already almost ready to build right now. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì đền thờ thứ ba đã được sẵn sàng để xây dựng rồi, Okay, then I will go over all the two. Okay, so I will start the third temple. Và tôi không nói đến đền thờ thứ nhất, thứ hai, mà tôi sẽ nói phần thứ nhất, phần thứ hai, và tôi sẽ nói đến từ phần thứ ba trở đi vào tuần tới. Okay, then we will save a lot of time. Then I will cover third temple era and then a world new order. Và chúng ta sẽ có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian nếu không nói về hai phần đầu tiên. Và sau đó chúng ta sẽ nói về đền thờ thứ ba cũng như là trật tự thế giới mới sau đó. Okay, thank you very, very much for your attention and with me whole class. And your patience is repaid by the Lord with lots of blessing. Yeah, cảm ơn cả lớp vì đã kiên nhẫn với tôi và nguyện xin ơn phước của Chúa sẽ đáp lại, trả lại cho sự kiên nhẫn của các anh chị em trong suốt thời giờ học này, và chúng ta hãy cùng cầu nguyện. So the Lord will bless you, and we will continue next week about how they prepared the third temple at the end of time, and how we should know about this world, how close the Antichrist will come, and then what we should do for that. All these things, please teach us, Lord. Thank you, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì thì giờ này và tuần tới chúng con sẽ học về đền thờ thứ ba và thỉnh nào thời kỳ sau rốt đã đến gần với chúng con rồi, và Antichrist sẽ hiện ra và chúng con phải làm gì để chuẩn bị. Nguyện xin Chúa chúc phước cho tất cả chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cha con này tràn ngập trên khắp quê hương tôi. Xin cho yêu thương Cha sẽ đổi thay cuộc sống lai lai. Xin linh Cha con này lời chân lý Cha ban ra. Xua tan đi đau thương nơi Chúa chẳng ngừng đến.